Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay tôi lại tiếp tục lên đường và hành trình khám phá về một cái thác. Đây được gọi là thác Tình Tang. Này, tôi đi theo mấy thổ địa ở đây chứ hoàn toàn tôi cũng không biết cái thác này. Rồi mời quý vị và các bạn cùng theo tôi trải nghiệm cung đường đi khá là găng co. Đấy, các bạn thấy không? Nước suối trong, nước suối trong vắt. Trên cung đường vào cái thác này thì các bạn cũng có thể trải nghiệm một số những trên đường đi các bạn cũng trải nghiệm một những cái cánh đồng lúa rất là đẹp. Nó hình bậc thang giống y ở ngoài Tây Bắc. Đây hôm nay đi với tôi có mặt ạ. Có đây có người em. Ê, cái ơi. Chào cái đi. Hello. Hôm nay đi thì hai anh em tôi có một một đồng chí nữa. Nhưng đâu đi đâu rồi? Chắc đi trước rồi. Cái thác này gọi thác gì? Nó thuộc vào địa chỉ. Xã Đà Lo, xã Đà Tông. Xã Đà Tông, huyện Nam Rông. Huyện Nam Rông, tỉnh Lâm Đồng. Xã Đạo Tông, huyện Nam Đông, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, tôi bây giờ quay cái thác nước cho các bạn coi nha. Đó. Có một cái này là cái bể tắm rất là tuyệt vời. Nước thì trong khỏi phải chê rồi. Các bạn nhìn nữa. Đó. Trong đúng như ngoài biển Cam Ranh vậy. Đó, cái thác kia ở trong kia kìa. Chuyến này mà nhảy xuống đây tắm thì chắc phải mang quần áo đây mà tắm như nhờ. Trên đây là những cái vách núi treo leo hùng vĩ nhá. Khá là đẹp. Đây cũng có bếp nướng này, mọi người chắc tới đây mới tới đây để nướng nấu ăn nhậu này, nhưng mà chỗ này thì có vẻ nhìn sạch sẽ, không bị tình trạng rác thải. Đến đâu chắc có lẽ mọi người cũng đã có ý thức thu dọn khá tốt. Đi đâu, đi núi nào? À đi núi đây, đi núi này đây à? À. Nếu không thì mình đứng ở đã. Nếu có cây cam thì mình đứng ở đây cho cây cam nó vào. Chụp theo đường này thì nó thắt. Thì có chứ, phải quay chứ. Với trong veo luôn mà từ đầu nguồn nó quay làm gì đâu? Toàn rừng già không á. Ừ. Rồi, kêu gì không? Hả? Tắm hả? Tắm không? Tắm chung đi. Tắm, tắm phát này. Tắm tiên đi. Ở đây thì nước trong như này không có ai thì. Mấy giờ rồi? 4 giờ rồi. 3 rưỡi. Rồi chắc khéo đi vòng lên trên kia tí coi xem sao nhỉ? Hay là anh tuấn cái chú ở đây đi, anh vòng lên tí. Rồi anh cứ đi đi. Rồi. Ok được rồi, mon men tí coi xem đến đoạn nào không đi được thôi. Anh đi một đoạn thôi, đừng đi xa quá. Rồi. Lạc đường đấy. Đây có cái đường đi nhưng mà mấy anh em bảo đi đoạn thôi không nhớ lạc đường. Mấy anh em không đi, hai anh em. Cái đường đi đây đâu có đường đâu. À đây. Kéo lên cái dốc đó khó lắm, tắt cái máy đi rồi đi đoạn.
hơi dốc một đoạn này thôi. Quay cái đoạn dốc này luôn. Kệ chứ. Ôi giời dốc lắm. Này chui qua thì chi. Chui qua cái này thôi. Úi giời ơi. Nó đi quay được cho các bạn coi. Một số những điểm mà nó cũng nói thật cũng rất là vất vả. Úi giời, dốc. Chạm đến tay đến đây là coi cho bằng rồi này. Bằng ngang với này. Ngang với ngực. Ngang với cổ. Ngang với vai tôi đấy. Nó đứng như này này. À, này, lên này. Quá. Không ổn rồi. Đi mà không quay cho các bạn coi thì nó cũng có lỗi với các bạn. Trên này nó có dốc như này mà họ trồng cà phê rồi nhỉ. Đây đây. Nên đến đoạn này chắc dốc quá không trồng nổi. Ui giời, có một tí thôi mà. Quá mệt. Tí nữa đi xuống thì lên nó dễ chứ. Xuống nó mới khó này. Cái con đường này mà đây các bạn nhìn thấy không, nó dốc đến như này luôn mà họ phát họ trồng được này. Tôi cũng đến nãy đây là chiều đứng này này các bạn coi, chiều này là chiều đứng này đó, mà nó dốc như này, chiều này là chiều đứng nhá, mà nó dốc như này xuống mà họ phát họ làm rẫy. Để nguyên một cái rừng nguyên sinh như này khai thác về du lịch. Thì tuyệt vời biết bao nhiêu. Mệt lắm đấy coi. Đây. Mình coi xem. Tôi vừa mới đi có được chút xíu mà nó dốc như này. Nhìn ở dưới kìa. Thăm thẳm. Quá đẹp như các bạn. Quy giờ dưới này thì tôi không dám xuống đâu, trượt phát thì tọt xuống dưới luôn. Đẹp quá. Đẹp quá, đẹp 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 đẹp. Rất đẹp. Không uổng một ngày đi. Xuống, cố gắng xuống đây này các bạn. Trơn lắm. Rất là phiêu lưu. Ôi xa. Ôi. Cuộc phiêu lưu của Sinbad. Kìa. Các bạn nhìn thấy không?
sang được bên kia là tuyệt vời quá. Ồ, nước nó trong rất tuyệt. Nước nó trong rồi. Dưới kia là chuối rừng rất tuyệt, rất nhiều. Thật sự có ở Việt Nam mình có rất nhiều những cái địa danh ấy, các bạn chưa đi tới. Tôi cũng muốn thay những lời mà mình nói bằng những cái hình ảnh, dù không được tốt lắm nhưng mà sẽ mang lại cho các bạn tất cả những khoảnh khắc hoặc là những cái hướng đi. Ví dụ như các bạn có thể, các bạn lựa vào cái video này, các bạn sẽ tìm được, các bạn sẽ có được có đúng hay không, là nó như thế nào, thì các bạn hẳn nên tới. Chứ nghe người khác kể thì tới nhiều khi uổng công. Đẹp lắm ạ. Đây nước nó bắn ở kia xong cái gió nó thổi luôn lại, sương nó giọt nước nó cứ bay làm khá mát. Trên này là nó nóng nên xuống đến đây là cái vùng này là xứ bắt đầu từ nó dạng là xứ nóng rồi, nhiệt độ khá là nóng rồi, tắm rửa rất tuyệt vời luôn. Đẹp. Tí nữa tôi sẽ lên tôi bay phần này cam coi xem nó xa nó đến đâu. Tuyệt cú mèo. Rồi các bạn coi video nhớ đăng ký, chia sẻ và ủng hộ tôi để tôi có động lực á. Tôi có động lực tôi sẽ đi thật nhiều và sẽ giới thiệu với các bạn thêm nhiều những cái địa danh mới. Đi với thấy mình nhỏ bé biết bao. Các bạn đi á, rồi sẽ tạo cho mình một cái động lực, sẽ làm công việc sẽ tốt hơn. Đôi lúc chúng ta ngồi một chỗ, gia đình hoặc là cuộc sống nó sẽ có những cái áp lực. Nó sẽ có những cái áp lực riêng. Chúng ta đi một lần và chúng ta sẽ cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên và trước mẹ thiên nhiên. Tại sao mình không cố gắng trở thành to lớn hơn? Cảm ơn các bạn nào đã theo dõi video và ủng hộ tôi. Là các bạn thấy không? Đây, cái này dốc đứng này. Thác Tình Tang. Xuống đi. Có đồng chí anh Hùng Rơm nhìn thì rất là đô cây và có cái non bia nấu cấy mà không dám đấy. Rất là cái này mà để vợ con nó nhìn thấy. Đấy, non này vừa mới xuống tắm tí mà lên đây ngồi sửa ấm này. Lạnh lắm.
nước cực lạnh. Ngâm bia mà mát luôn mà. Vậy là các bạn cũng đã khám phá được một cái thác, thêm một cái thác nữa nhá. Đó là thác Tình Tang à. Là thác Tình Tang nhá các bạn. Rồi các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ và ủng hộ tôi nhá, để có động lực phát triển nhiều hơn nữa. Rồi video của tôi xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.